Mến chào tất cả các bạn yêu thích bóng đá. Rất vui được gặp lại các bạn ở vòng tứ kết Euro 2021. Tối nay vào lúc 23 giờ giờ Việt Nam ngày 2 tháng 7, đội tuyển bóng đá Thụy Sĩ sẽ gặp đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng tứ kết Euro 2021, vòng đấu loại trực tiếp. Hai đội sẽ đá trên sân San Petersburg của Nga, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ là cặp đấu đầu tiên tại tứ kết Euro 2021. Cả hai đội đều vượt qua vòng 1/8 với những trận đấu kịch tính. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn đến phút cuối. Thụy Sĩ đã gây bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá khi loại đội tuyển Pháp đương kim vô địch thế giới ở vòng 1/8. Đây là một vòng chung kết Euro có quá nhiều điều bất ngờ. Và Tây Ban Nha được đánh giá là đội bóng cửa trên ở trận đấu sắp tới. Tây Ban Nha bước vào vòng tứ kết với trận thắng đầy khó khăn trước đội tuyển Croatia. Trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/8, các chân sút xứ Bò Tót đang thăng hoa trở lại. 22 lần đụng độ gần nhất, Tây Ban Nha thắng 16, hòa 5 và thua 1 trước đội Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với một đội Thụy Sĩ đang rất tự tin và hừng hực khí thế cho trận đấu tối đêm nay. Đội nào sẽ bước tiếp vào vòng bán kết đây? Đội hình ra quân Thụy Sĩ ra quân thiếu vắng tiền vệ Saka. Tây Ban Nha ra quân với đội hình mạnh nhất. Các chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới dự đoán 2-0 nghiêng về đội Tây Ban Nha. Mời tất cả các bạn hâm mộ bóng đá cùng theo dõi vào tối đêm nay.